Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, tuy nhiên phim trường Santorini Park thuộc địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội đã được xây dựng và đưa vào sử dụng trái phép, thu lợi cả chục triệu đồng mỗi ngày. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 6742 UBND-TKBT yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 12 năm 2016. Và nhóm phóng viên chuyên mục camera cận cảnh đã có mặt tại phim trường Santorini Park để ghi nhận những sai phạm tại công trình này. Mặc dù vào ngày 7 tháng 11 năm 2016, đại diện công ty Gamudaland Việt Nam đã ký vào biên bản chấp thuận tự tháo dỡ các mô hình lắp ráp sai phạm tại phim trường Santorini Park trên diện tích đất 25.000 m². Và mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 6742 UBND-TKBT yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên camera cận cảnh có mặt tại phim trường, ghi nhận vẫn có rất nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới. Phía Gamura thì cũng có biên bản làm việc và cũng đã chấp thuận việc tháo dỡ. Tuy nhiên, trong cái quá trình thực hiện và cái cam kết, Gamura vẫn chưa thực hiện theo cái cam kết thì phường cũng ra hai lần ra thông báo và yêu cầu tự dỡ bỏ. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, mặc dù công trình phim trường Santorini của Gamudaland Việt Nam không được các cơ quan chức năng chấp thuận, tuy nhiên đơn vị này vẫn bất chấp sai phạm, ngang nhiên hoạt động kinh doanh, thực hiện việc thu tiền cho những người đến tham quan chụp ảnh từ tháng 7 năm 2016 cho đến nay. Khi mà thực hiện tổ chức thi công, người đã thi công lắp ghép ở đây là Gamuda quây kín tất cả các cái rào tôn xung quanh. Cho nên là khi phát hiện thì chúng tôi cũng đã có cái động tác là làm việc và yêu cầu Gamuda phải chấp hành ngay. Đối với đúng với quy định của pháp luật và về đúng với cái chức năng của bộ quy hoạch được sử dụng. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời hạn cuối cùng, Sở Xây dựng Hà Nội phải thực hiện việc báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tháo dỡ, xử lý các sai phạm ở phim trường Santorini. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phim trường này vẫn hoạt động tấp nập. Không rõ Sở Xây dựng và công ty Gamudaland Việt Nam có kịp thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của lãnh đạo thành phố hay không.